Tinh giật gân, tinh giật gân nha các bạn. 3-3 đôi công. Tiếng đen công trắng phát, thắng mắt kiến các bạn. Tiếng đen cũng có Tùng Mớm, Tây Ninh, Phước Nhỏ, Dầu Tiếng, Bình Dương. Đối đầu bên kia là thắng mắt kiến, Xỉn và Phương Trường Hai. Không không. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe may mắn nè. Hãy nhớ ủng hộ kênh Đại Lâm Vua Đồ Dòi các bạn. Like và share cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok men. 1-0. Một đều. Bình gì mà bình nở anh em đợi tao bỏ bình gì. Thấy gì? 2-1. Hai đều. Sừng trâu mất kiến lại mọc lên, sừng trâu mọc lên là khó chịu luôn các bạn. Mất kiến vừa phát một quả trực tiếp quá lạnh lùng các bạn. 3-2. Tiếng đèn lên lưới khó chịu quá các bạn ơi. 3 đều. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lu sơ bu ở ngoài các bạn. Tiếng đèn vẫn đang rượt bạc các bạn. Thắng mắt kiến quá tự tin cho lỗi số 6 các bạn à. Và đã ghi một điểm cho mình. 4-3. Kiên có cơ hội phản công nhưng xa quá, bỏ bóng không có lưới các bạn. 4 đều. Tiếng đen vừa thắng một quả trực tiếp các bạn. 5-4. Nghe giờ cho tiếng đen. Không biết như thế nào thắng mất kiến đôi công với tiếng đen luôn các bạn à. Thật sự quá ghê ghê. Bóng trong, bóng trong. Sáu bốn. Tiếng đen vừa phát hỏng quả. 5-6.
Vì cũng chính kèo này ba xả nha các bạn. Bên Tiến Đèn ăn thắng một kiến dễ dàng nha. Tiến Đèn tầm cao lắm các bạn ơi. Bảy năm. Tùng Tùng qua phải chứ Tùng, phải chứ Tùng. Rồi. Tiếng đèn phát khổng nhiều lắm, nhiều lắm. Sáu bảy. Hai cơ hội phản công, hai pha hội phản công, nhưng mà Kiên không tận dụng được các bạn à. Và bị Tiến Đen chụp bóng trở lại. Đổi sân 8-6. Tám sao. Tiến Đen thật sự phát bóng phá ghê gớm, ngoài và lưới liên tục. 7-8. Sừng Châu lại bọc lên, Sừng Châu bọc lên, thứ gì chịu nổi mặt Kiên. 8-8. Trước màn hình ông kính chúng tôi là Mắc Kiên, sinh viên khóa 42. Chúng mình đứng thôi, không cao. Mấy cái bạn lên đẩy tút trận. Tám đều, tám đều. Chưa biết điều gì xảy ra các bạn. Quá hay qua pha banh rồi các bạn ơi. Quá hay, quá hay. Tiến Đen thắng một quả giật mình các bạn. Tiến Đen vừa tự sát liên tục, liên tục. Tiến Đen phát bóng hỏng nhiều, cực nhiều luôn. 9 đều. Mặt Kiên phát cho bóng quá xa, quá xa. Mời trên. Quả bóng lập bập trên viền lưới các. Và cuối cùng bóng ra ngoài. Mời đeo. Sừng Châu mọc lên. Sừng Châu của Bắc Kiên mọc lên rồi. Thứ gì chịu nổi Bắc Kiên. Tiến Đen vừa tự sát một quả ra ngoài. Quá đáng tiếc. 11-10 ghi về cho Mắc Kiên.
đường đâu ông lên cho bạn cái mấy cái ơi. Rồi. Dạ. Anh đó. Sừng trâu có kiểu ăn mừng quái lạ của bò tót Tây Ban Nha. 11 ơi, cái bò của Tiến Đen quá ghê các bạn, quá quy lực. Mười một đều. Chơi banh này đang lô bô chờ đụng tay không đụng tay tiếng đen các bạn. Tay đôi công, tay của tiếng đen đụng bóng thì quả đó mắc kiến thua, còn tiếng đen không có đụng bóng thì mắc kiến thắng nha các bạn. Đang chờ xử các bạn à. Mắc kiến ơi. Đang chờ xử quả bóng đây các bạn. Mắc kiến. Pha bóng này là Tiến Đen không có đụng tay nha các bạn. Cho nên là thắng mặt kiên thắng nha. 12-11. Tiến Đen vừa quả một nã đây bắt. 12 đều. Chứ Banh nói theo như tôi ngồi xa, chứ Banh nó còn đi Sài Gòn bán bông gòn. Mười ba, mười hai. Xích banh này thắng mắc kiến quá tự tin rủ thắng Tiến Đen đôi công luôn nha các bạn. Tiến Đen vừa xử lý một quả bóng quá không khéo trên lưới và đã lấy điểm nha. 13 đều. Trời quá. Mắc kiên quá gầy gâm. Sừng trâu đã mọc lên nữa rồi. Mười bốn, mười ba. Xếp ba này đánh 16 nha các bạn. Đập bun, đập bay. Wow.
14-13. Quá căng thẳng các bạn ạ. Mặc Kiên trên sừng châu nó mọc lên thì thứ gì chịu nổi Mặc Kiên. Đó. Mặc Kiên đại diện cho Bò Tót Tây Ban Nha Barcelona. Mười lăm mười bo, mười lăm mười bo. Mười lăm mười ba. Trời ăn mà hết. Một cái giờ phát bóng hỏng. Tỷ số 14-15, đánh 16 tới nha các bạn. Đứng trước màn đồng kiến của tôi là Mặc Kiên, đại diện cho Bò Tót Tây Ban Nha Barcelona. Ra cái này Khương, ra cái này Khương. 14-15. Mười lăm đều. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nha các bạn. Thật sự quá căng thẳng, quá kịch tính. Mười lăm đều. Đây là quả bóng cuối cùng. Liệu sừng trâu Mặc Kiên có mọc lên hay là không? Hay là sừng trâu nó bị cồn, bị lục rồi? Các bạn hãy chờ xem quả cuối cùng nha. Đánh sâu coi. Ra Khánh Mơm. Đánh sâu coi. 15 đều. Không tin được. Tiên đèn đã đưa thằng Mặc Kiên xa bờ. Quá hay cho pha bóng rồi. Tiên đèn khoan quả bóng quá hay. Thật sự quá hay. Và rất đáng tiếc cho thằng Mặc Kiên. Gác từ đó tới 15-13. Thua ngược lại luôn. Thật sự. Quá đáng tiếc. Quả cuối cùng. Tiếng đèn quá hay. Tiếng đèn đã phát một quả quá hay và chết trực tiếp tại chỗ. Thắng ngược lại 16-15 các bạn à. Còn đây là người thua cuộc. Thắng kiến thật đáng tiếc. Anh ấy quá tiếc nuối. Sừng trâu đã bị gãy cho kết quả cuối cùng.